Chiều ngày 10 tháng 3 nhằm ngày 19 tháng 2 năm Quý Mão, Ban điều hành hệ thống các chùa nước Bà Tây Ninh phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Mặt trời Tây Ninh, chi nhánh Sơn Quơ Tây Ninh, tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc nhân lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát Đản Sanh. Đông đảo chư tôn, tăng ni Phật tử, người dân và du khách cùng tề tụ về núi Bà Đen Tây Ninh để cùng chiêm bái và lễ Phật nhân sự kiện này. Mở đầu lễ vía là lễ khánh đản được tổ chức tại giảng đường Diệu Nghĩa thuộc khu vực Chùa Bà ở vị trí lưng chừng núi. Lễ viếng được diễn ra dưới sự chủ trì của Hòa Thượng Thích Niệm Thới, trưởng Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh, trụ trì Chùa Bà. Tiếp đó là lễ rước dân hương từ Chùa Bà lên tới Đại tượng Phật Tây Phổ Đà Sơn ở khu vực đỉnh núi, cũng đã được các chư tôn tăng ni Phật tử thực hiện theo đúng nghi lễ của Phật giáo. Điểm nhấn của lễ viếng chính là buổi pháp thoại của Thiền sư Thích Minh Niệm với chủ đề Tâm bình an, nhìn đâu cũng bình an, được diễn ra tại đại sảnh mái vòm ở khu vực đỉnh núi. Tại đây, các chư tôn tăng ni Phật tử còn tham gia hỏi đáp xoay quanh chủ đề của buổi pháp thoại và được Thiền sư Thích Minh Niệm giải đáp tường tận. Bên ngoài khu vực đại sảnh, một màn hình lớn trực tiếp nội dung buổi pháp thoại cũng đã được ban tổ chức chuẩn bị để phục vụ du khách tại khu vực quảng trường Đại tượng Phật Tây Phổ Đà Sơn. Trong khuôn khổ lễ vía còn có hoạt động thả hoa đăng được diễn ra vào buổi tối cùng ngày, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm độc đáo tại đỉnh thiên núi Bà Đen. Mình nhìn mọi thứ xung quanh.